quan hệ thương mại Nga-Ấn Độ trên đà phát triển. Israel bước đầu nhất trí mở hành lang biển ship Gaza. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nga, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar hôm qua đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo hai nước cho biết thương mại song phương đang phát triển và có nhiều tiềm năng hợp tác hơn nữa. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thương mại Ấn Độ-Nga đang trên đà phát triển mạnh mẽ và vẫn còn nhiều không gian hợp tác. Nhân dịp này, ông cũng mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Moscow vào năm tới. Trước đó, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hai bên cũng khẳng định Nga và Ấn Độ đã đạt được tiến bộ rõ rệt trong các cuộc đàm phán về kế hoạch cùng sản xuất thiết bị quân sự. Ấn Độ hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Nga. Theo thống kê, kim ngạch thương mại hai nước đạt mức cao kỷ lục và dự kiến vượt 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay đưa tin, trong ngày họp thứ 2 của hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 diễn ra vào hôm 27 tháng 12, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra kết luận quan trọng về phương hướng phấn đấu trong năm 2024. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nhấn mạnh, những nhiệm vụ được ưu tiên trong quá trình mở rộng vững chắc những thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đặt ra các nhiệm vụ cho quân đội, ngành công nghiệp sản xuất đạn dược, vũ khí, như tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, chiến đấu, trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình chính trị và quân sự nghiêm trọng. Ông Kim Jong-un xác định nguyên tắc độc lập của Đảng Lao động Triều Tiên là mở rộng và phát triển hợp tác chiến lược với các quốc gia độc lập trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đề ra định hướng đối với công tác đối ngoại và nhiệm vụ liên quan tới Hàn Quốc. Israel mới đây đã nhất trí về nguyên tắc cho phép Cộng hòa Síp với sự hỗ trợ của Anh mở hành lang biển nhân đạo tới giải Gaza. Thông qua hành lang này, các vật tư và thiết bị sẽ được đưa vào giải Gaza, nơi cho đến nay chỉ dựa vào cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập và gần đây là cửa khẩu Kerem Shalom với Israel. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã thông báo về quyết định này với những người đồng cấp Cộng hòa Síp và Anh, đồng thời lưu ý hành lang biển nhân đạo có thể bắt đầu hoạt động sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị cần thiết. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm qua cho biết chính phủ nước này đang tiến gần tới việc chấm dứt hoạt động phong tỏa một số khu vực biên giới với Ukraine của các tài xế xe tải. Thủ tướng Donald Tusk cho rằng khó có thể đạt được tối đa những gì mà các tài xế xe tải mong muốn, nhưng dường như những gì đạt được thông qua đàm phán giữa hai bên sẽ cho phép giải quyết phần nào tình trạng phong tỏa ở biên giới. Trước đó, các tài xế xe tải Ba Lan đã phong tỏa một số cửa khẩu ở biên giới nước này với Ukraine, yêu cầu Liên minh châu Âu khôi phục hệ thống. Theo đó, các công ty Ukraine cần có giấy phép để hoạt động trong khối. Và đây cũng là yêu cầu tương tự đối với các tài xế xe tải châu Âu khi vào Ukraine. Sau đó, nông dân Ba Lan đã dừng biểu tình ở một cửa khẩu hồi cuối tuần qua, song các tài xế xe tải vẫn tiếp tục biểu tình ở ba địa điểm khác. Hệ thống cấp giấy phép cho tài xế Ukraine đã được dỡ bỏ sau khi Liên minh châu Âu và Ukraine ký thỏa thuận vào tháng 6 năm 2022, 4 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mexico và Mỹ ngày hôm qua đã nhất trí thành lập Ủy ban chung chuyên trách giải quyết vấn đề người di cư, trong đó có nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ cải thiện tình hình kinh tế tại các nước trong khu vực và đối thoại thường xuyên với các quốc gia là nơi xuất phát của dòng người di cư. Đây là kết quả sau buổi làm việc giữa Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador và phái đoàn cấp cao của Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken. Ngoại trưởng Mexico Alicia Bárcena cho biết, Ủy ban chuyên về vấn đề người di cư Mexico-Mỹ sẽ tiến hành các buổi làm việc song phương thường kỳ, cũng như thường xuyên tiếp xúc với nhà chức trách các quốc gia xuất phát điểm của người di cư tại khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ để bàn thảo phương thức giải quyết tận gốc vấn đề này. Tầm quan trọng của việc mở lại các cửa khẩu biên giới là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi rất quan tâm đến việc giải quyết các nguyên nhân của vấn đề này, bởi vì mọi người đến đây do nghèo đói, bất bình đẳng, bạo lực, đoàn tụ gia đình, và chúng tôi muốn giải quyết các vấn đề của họ ở quốc gia quê hương họ. Theo bà Alicia Bárcena, một trong những nhiệm vụ của Ủy ban mới thành lập chính là cùng chính phủ các nước liên quan tìm ra phương thức tổng thể để giải quyết những vấn đề này. Mặc dù nhiều phương tiện truyền thông quốc tế thời gian gần đây đưa tin dòng người di cư lên đến hàng chục nghìn người đang quá cảnh tại Mexico trong quá trình tìm đường nhập cư vào Mỹ,
nhưng Ngoại trưởng Bacena khẳng định, xét về tổng thể, số lượng người di cư đã giảm mạnh trong năm qua.